Barcelona hụt chiến thắng, Arsenal thua đau Porto chính là hai kết quả cuối cùng của lượt đi vòng knockout Champions League. Ngoài ra, việc Liverpool xây chắc ngôi đầu bằng màn hủy diệt Luton Town hay Sir Jim Ratcliffe thách thức The Kop cùng Manchester City cũng là các thông tin đáng quan tâm. Tất cả những cập nhật trên sẽ có mặt trong bản tin hôm nay và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Barcelona hụt chiến thắng, Arsenal thua đau Porto. Hành quân đến thánh địa Diego Armando Maradona trong bối cảnh Napoli vừa thay tướng nên Barcelona đã chủ động đánh phủ đầu đội chủ nhà. Điều này thể hiện qua cách đại diện La Liga cầm nhiều bóng hơn đối thủ và sở hữu số pha dứt điểm gấp đôi đương kim vô địch Serie A. Thế nhưng, thầy trò Xavi chỉ có duy nhất một bàn thắng của Lewandowski và để cho Osimhen chọc thủng lưới trong hiệp 2. Điều này đồng nghĩa với kết quả hòa một đều khi lượt đi khép lại và sự căng thẳng tối đa sẽ dành cho lượt về trên sân nhà ông lớn xứ Catalan. Tuy vậy, bất ngờ lớn nhất đêm qua phải nằm ở đại chiến giữa Porto và Arsenal trên đất Bồ Đào Nha. Dù là đội khách nhưng với chất lượng nhân sự vượt trội thì pháo thủ vẫn là bên chơi lấn lướt hơn. Tuy vậy, đại diện Premier League không thể ghi bàn và phải nhận bàn thua ở phút 90+4. Thất bại đầy nghiệt ngã trên đẩy thầy trò Mikel Arteta vào thế khó và cần cực kỳ nỗ lực ở trận lượt về trên thánh địa Emirates. Liverpool xây chắc ngôi đầu giải ngoại hạng. Chỉ 24 tiếng sau khi Man City hạ gục Brentford thì Liverpool đã tái lập khoảng cách 4 điểm với thầy trò Pep Guardiola bằng màn hủy diệt Luton Town. Được biết, Van Dijk, Gakpo, Diaz cùng với Elliot đã thay nhau lập công để giúp lữ đoàn đỏ hạ gục đối thủ với tỷ số 4-1. Kết quả ấn tượng trên giúp The Kop xây chắc ngôi đầu với khoảng cách an toàn với phần còn lại. Tuy vậy, The Citizens cùng với Arsenal vẫn còn cơ hội vươn lên khi đang đá kém đội chủ sân Anfield một trận. Sir Jim Ratcliffe thách thức Liverpool cùng Manchester City. Là một trong những cổ đông lớn của Manchester United và Sir Jim Ratcliffe vừa có một tuyên bố không thể thẳng thắn hơn về Liverpool và Man City. Cụ thể, doanh nhân người Anh đã khiến các fan của Quỷ Đỏ cực kỳ hả hê cùng với thông điệp. Họ là kẻ thù, không có gì làm tôi hài lòng hơn việc đánh bật cả hai khỏi vị trí hiện tại. Barcelona vẫn đang trả lương cho Messi. Dù đã chia tay Barcelona được nhiều năm, nhưng tài khoản của Messi vẫn đều đặn nhận được khoản tiền lương từ phía câu lạc bộ cũ. Điều đáng nói là nguyên nhân của nghịch lý trên chẳng xuất phát từ phía Alpunga mà do chính đội chủ sân Camp Nou gây ra. Cụ thể, ông lớn xứ Catalan đã nợ lương Messi cùng với một số cựu cầu thủ khác trong thời kỳ đại dịch và vẫn đang trả dần khoản tiền trên cho họ vào thời điểm hiện tại. Điều này khiến quỹ lương của Barca phình to bất thường và đối mặt rất nhiều rủi ro từ các cơ quan quản lý. Thomas Tuchel muốn quay về Anh làm việc. Thomas Tuchel sẽ chia tay Bayern Munich vào cuối mùa và thông tin trên ngay lập tức khiến truyền thông xứ sương mù dậy sóng. Nguyên nhân là do ông thầy người Đức cảm thấy hợp với môi trường bóng đá Anh và đã sẵn sàng quay lại đây làm việc trong mùa giải tới. Mọi chuyện càng trở nên nóng hơn khi bên cạnh các câu lạc bộ tên tuổi thì chiếc ghế thuyền trưởng Tam Sư nhiều khả năng sẽ bỏ trống sau Euro 2024. Do vậy, dù có thể giúp Bayern Munich giành các danh hiệu vào cuối mùa hay không, thì Thomas Tuchel chắc chắn vẫn sẽ nhận về nhiều lời đề nghị hấp dẫn trong thời gian tới. Liverpool thiếu bộ đôi tiền đạo ở chung kết Carabao Cup. Liverpool đã hạ gục Luton Town vào đêm qua với đội hình thiếu vắng sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo Mohamed Salah cùng với Darwin Nunez. Điều đáng nói là hai ngôi sao kể trên đang chấn thương và khả năng cao cũng vắng mặt ở chung kết Cúp Liên đoàn gặp Chelsea vào Chủ nhật. Đây là cập nhật gây ra lo lắng lớn với huấn luyện viên Jurgen Klopp, khi vốn dĩ danh sách bệnh binh của đại diện thành phố cảng đã rất dài do liên tiếp các vấn đề khác nhau thời gian gần đây. Paris Saint-Germain và Liverpool muốn có Levi Colwell. Dù mới 20 tuổi, nhưng Levi Colwell đã xuất hiện thường xuyên ở giải ngoại hạng và tạo ra những dấu ấn cực kỳ tích cực. Điều này giúp cầu thủ người Anh nhận sự quan tâm từ hai câu lạc bộ tên tuổi là Paris Saint-Germain và Liverpool. Tất nhiên, Chelsea không muốn mất đi một nhân tố tiềm năng như Levi Colwell, nhưng thành tích tệ hại mùa này có thể khiến The Blues gặp khó về mặt tài chính. Đây có thể là cơ sở để đại diện thành London cởi mở hơn trên bàn đàm phán, và đó là thời điểm The Kop cùng với ông lớn nước Pháp tiếp cận cầu thủ người Anh. Thibaut Courtois trở lại tập luyện. Real Madrid đã trải qua một giai đoạn đầy thử thách khi phải căng mình trên các mặt trận với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột. Việc này khiến cập nhật về sự trở lại của thủ môn Thibaut Courtois trên sân tập mang lại niềm vui lớn cho các fan của kền kền trắng. Theo những gì mà truyền thông đăng tải, ngôi sao người Bỉ hoàn toàn thoải mái trong các hoạt động cùng với đồng đội và có vẻ như đã sẵn sàng tái xuất. Tất nhiên, cập nhật vừa rồi sẽ làm tăng thêm sự tự tin cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti trong chặng về đích của mùa giải. Xavi được đề cử giải huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 2 tại La Liga.
Xavi đang đối diện với một nghịch lý tại Barcelona. Theo đó, ngay khi ông thầy xứ đấu bò tuyên bố sẽ rời đi vào cuối mùa, thì đội chủ sân Camp Nou đã chơi tốt hơn hẳn tại La Liga. Mọi chuyện ấn tượng đến mức Xavi vừa được đề cử danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 2 tại sân chơi vừa nêu. Rõ ràng đây là một cú hích tinh thần khá lớn cho nhà vô địch thế giới 2010 cùng với câu lạc bộ chủ quản để vượt qua giai đoạn tương đối khó khăn trước mắt. Antoine Griezmann chấn thương. Không chỉ thất bại trong trận lượt đi vòng knockout Champions League trước Inter Milan mà Atletico Madrid còn đón nhận tin tức không vui về tình hình lực lượng. Theo đó, cầu thủ Antoine Griezmann bị bong gân và sẽ ngồi ngoài trong vài trận đấu sắp tới. Mọi chuyện còn tai hại hơn khi ngôi sao người Pháp chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận bán kết lượt về cúp nhà vua giữa Los Rojiblancos và Athletic Bilbao. Được biết, đây là đại chiến mà thầy trò Diego Simeone phải đá sân khách và chịu áp lực lớn khi đã thất bại tối thiểu tại lượt đi. Do vậy, không dễ để Atletico Madrid có vé vào chung kết Copa del Rey. John Stones nhận thẻ đầu tiên tại Etihad. John Stones đã gắn bó với Man City được 8 năm và có 125 lần thi đấu cho ông lớn Premier League trên thánh địa Etihad. Thế nhưng điều thú vị là phải đến trận thắng Brentford gần đây thì ngôi sao người Anh quốc mới phải nhận thẻ vàng đầu tiên tại sân nhà của The Citizens. Mọi chuyện còn ấn tượng hơn khi các fan biết được John Stones phải tranh chấp rất nhiều trong các trận cầu. Rõ ràng ngôi sao xứ sương mù vẫn đang duy trì chất lượng chơi bóng ở mức cao và sẽ tiếp tục là trụ cột của The Citizens trong thời gian tới. Sergio Ramos không ăn mừng nếu ghi bàn ở Bernabeu. Sergio Ramos đã có những năm tháng rất đẹp khi khoác áo Real Madrid, khi chinh phục nhiều danh hiệu cao quý cùng với kèn kèn trắng. Do vậy, trước khi cùng Sevilla hành quân đến Bernabeu vào cuối tuần này, thì ngôi sao xứ đấu bò đã có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc với nội dung: "Nếu ghi bàn ở Bernabeu, tôi sẽ không ăn mừng. Tôi sẽ cảm thấy như ở nhà vì đã trải qua nhiều năm ở đó cùng với những khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp. Tất nhiên, tôi có những kỷ niệm tuyệt vời với người hâm mộ và các đồng đội." Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Mùa giải đã bước vào giai đoạn kịch tính nhất và chắc chắn các thông tin bất ngờ sẽ xuất hiện liên tục. Do vậy, đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về thế giới bóng đá. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.